Sarah mang đến một búp bê đáng yêu và muốn tặng cho cửa hàng chứa người máy. Em muốn tặng cho anh. Ừ, đúng. Em có rất nhiều búp bê. Mẹ em nói có thể tặng một vài con cho bạn bè. Anh có thích không? Thích chứ. Cảm ơn em. Đừng khách sáo. Em còn nhiều lắm. Anh thích lấy không? Wow. Không cần nữa. Em tặng anh búp bê. Anh tặng em một cuốn sách. Ồ, cảm ơn. Đừng khách sáo. Wow, bánh quy hôm nay nướng ngon thế. Thơm quá. Ba nội. Sarah đã đến rồi à. Ba nội. Wow, bánh quy thơm quá. Ừ nhí. Cháu thích thì có thể ăn thêm nữa đi. Bà có thể chuẩn bị. Cháu có thể ăn trước, ăn xong rồi còn có thể mang một hộp về cho mẹ. À, dạ, cháu cảm ơn bà nội. Đừng khách sáo. À, bà ơi, cháu tặng cho bà cuốn sách. Tặng cho bà ư, vì sao? Bởi vì bà nội mời cháu và mẹ ăn bánh quy, cho nên cháu cũng muốn có quà tặng bà. Cháu khách sáo quá, không cần đâu. Ừ, phải cần chứ. Ừ, thế bà nhận nhé. Dẫu sao sách truyện thì mọi người đều đọc được. Cháu ăn bánh trước đi. Dạ. Sala ăn bánh quy, thế còn chúng ta hãy xem một thứ thú vị nào. Bà nội, cháu tặng bà cái này. Vé xem phim. Vâng, đây là vé xem phim của ngày mai. Nhưng cháu không đi được. À, phim ngày mai à? Thế bà đi được. Vâng, thế tốt quá. Bà còn có thể dẫn một người đi được. Thế hả? Bà dẫn ai đi cùng nhỉ? Cháu. Cháu, cho cháu đi với. Lý lý. Cháu rất ngoan, cho cháu đi xem phim nha. Cháu là người đầu tiên nghe thấy. Thế ngày mai bà dẫn cháu đi xem phim nha. Yay, cảm ơn bà nội. Đừng khách sáo, cháu cũng phải cảm ơn thuyền trưởng tiểu quái thú nha. Cảm ơn thuyền trưởng tiểu quái thú. Đừng khách sáo. Tốt quá, đi xem phim. Bà tặng cho thuyền trưởng tiểu quái thú cuốn sách này nha. Hả? Vì sao ạ? Bởi vì cháu mời bà xem phim, bà tặng cháu món quà nhỏ, cháu có thích không? Ờ, thích ạ, cháu thích sách truyện nhỏ nhất đó ạ. Thế thì tốt quá, tặng cháu đây. Thuyền trưởng tiểu quái thú, cậu có thể cùng tớ đọc sách không? Được chứ, vừa ngồi thuyền vừa xem đi. Được. Tốt quá rồi, ngày mai đi xem phim, còn bây giờ chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện thú vị nào. Câu chuyện meo meo. Cuộc mạo hiểm của đen mini. Trong hang núi tối đen có đen lớn, đen nhỏ và đen mini sinh sống. Mỗi lần họ đùa vui chơi luôn bị một tia sáng kỳ lạ làm cho sợ hãi.
nhất định rất đáng sợ. Họ thường bị sợ hãi. Thường rất sợ hãi, nhưng lại không thể phân biệt rõ đó là cái gì. Có một ngày, Đen Mini nhân lúc Đen Lớn và Đen Nhỏ đang ngủ, lặng lẽ trèo ra khỏi giường, chậm chậm leo lên trên. Khi Đen Mini trèo lên rất cao rất cao, thì tia sáng đó lại xuất hiện. Đen Mini lấy máy ảnh ra, chụp lại ảnh. Đen Mini đã chụp rất nhiều ảnh mang về, nhưng mà đây là cái gì thế? Tớ nói rồi, đây là quái thú khổng lồ mà. Đen Lớn và Đen Nhỏ sau khi nhìn bức ảnh lại càng trở nên sợ hãi hơn, thậm chí hàng ngày còn gặp ác mộng. Thế là Đen Mini lại xách túi và trèo lên. Anh ta quyết định lần này nhất định phải nhìn rõ là quái thú gì. Đi đi, đừng quay lại. Đen Mini mặc dù rất sợ hãi, nhưng chỉ nghĩ đến việc Đen Lớn và Đen Nhỏ hàng ngày gặp ác mộng. Đừng bắt tôi. Cậu ta lập tức nói lớn, tôi mới không sợ anh đâu nhé. Chết rồi, quái thú đến rồi. Kia không phải. Thứ các cậu nhìn thấy là công viên giải trí. Hóa ra quái thú khổng lồ đáng sợ lại chính là xe du ngoạn của công viên giải trí. Thế là tất cả mọi người không còn lo sợ nữa. Bởi vì khi bạn nhìn rõ sự sợ hãi, sự sợ hãi sẽ biến thành rất nhỏ và rồi sẽ biến mất hẳn. Nghỉ một lát sẽ quay lại ngay. Super Kids. Thuyền trưởng tiểu quái thú, cuốn sách này hay thật đó. Ừ, đúng vậy, tớ cũng thấy rất hay á. À vậy, tớ xem thêm lần nữa rồi mới trả cậu được không? Không cần trả tớ đâu, tớ đã xem qua rồi mà. Tặng luôn cậu đấy. Ồ, yeah, thích thế. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Wow, đẹp quá. Hả? Liên Liên, em đang xem gì thế? Em xem sách. Anh trai, cuốn sách này hay lắm đó. Thế hả? Thật không? Thật mà. Đây là cuốn bà nội tặng cho thuyền trưởng tiểu quái thú. Hả? Thế sao lại ở chỗ của em? Bởi vì thuyền trưởng tiểu quái thú đã xem xong rồi, sau đó đưa cho em xem không phải trả. Ờ, tốt quá. Anh cũng muốn xem nữa. Hả? Cho anh đó, em xem xong rồi. Hả? Thật thế hả? Thế cho em chơi gấp tranh nhé. Vâng ạ. Thật
kỳ lạ, tại sao yên tĩnh thế nhỉ? Không biết mọi người đang làm gì. À, bà đi xem bọn trẻ, còn các con đi xem bạn tốt của bà, võ sò, tàu ngầm, nàng tiên cá. Xin chào, tôi là nàng tiên cá. Chào mừng mọi người đến với quán âm nhạc nàng tiên cá. Hôm nay có chút không muốn hát. Nghĩ một lần vậy. Bằng tôi. Bằng tôi bằng. Tôi sắp khóc rồi. Kỳ lạ, vì sao phải chống đối? Không công bằng chỗ nào chứ. Khóc cái gì? Tôi đã đợi rất lâu rồi, tôi nhất định phải nghe hát. Tôi thích nghe hát, mỗi ngày đều thích nghe hát. Tôi không được nghe hát, tâm trạng sẽ không tốt. Như vậy nhé, tôi nghĩ chút. Mấy người tìm gương thần nghe hát đi. Gương thần, xin hãy nói cho mọi người biết hôm nay nghe bài gì là thích hợp nhất. Ôi hay quá đi mất. Cái gì hay thế hả cháu? Hả? Cuốn sách này bà. Cháu nói cuốn sách này à? Vâng, đúng ạ. Thuyền trưởng Tiểu Quái Thú, Lĩnh Lĩnh, cháu đều cảm thấy rất hay ạ. Bà cũng xem cuốn sách này rồi. Bà cũng thấy khá hay. Vâng, thấy hay quá. Cháu đi bảo với cửa hàng trưởng người máy nhé. Cháu đi cẩn thận nha. Cuốn sách này... Cửa hàng trưởng người máy này, cuốn sách này cực hay nhé. Thực ra là... Anh nhất định phải xem, bởi vì em, Lĩnh Lĩnh, thuyền trưởng Tiểu Quái Thú, bà nội, mọi người xem đều thấy rất hay. Mọi người đều xem rồi à? Đúng vậy, nhưng Sarah và Walu chưa xem. Sarah chắc đã xem rồi chứ?
Mà tại sao anh biết? Bởi vì đây là sách anh tặng cho Sarah mà. Hả? À, cháu nói là cuốn sách này là của cửa hàng chữ người máy tặng cho cháu ư? Dạ. Thật thú vị đấy. Bây giờ Chi đang mang cuốn sách này đến chốt cửa hàng chữ người máy rồi ư? Được rồi, chúng ta chờ Chi về. Chúng ta xem ai là dũng sĩ nhí hôm nay. Cố lên, cố lên, cố lên. Vô, vô, vô. Nhặt. Xảy ra chuyện gì thế? Sao vàng nhắn đến rồi? Ta. Wow, nhanh xuất phát thôi. Sao lại thế chứ? Chào mừng đến với trang trại sỏi vàng à. Dũng sĩ nhí, nhanh đến cứu tôi. Đại thách thức trang trại. Thỏ tích tắc mình tới cứu cậu rồi đây. Thử thách thứ nhất, vườn cây ngọt ngào. Nhanh chóng ngồi lên xe dũng sĩ, hái trái cây với số lượng chính xác, mang đến bên cạnh ông cáo thì có thể vượt qua thử thách. Nhìn rõ đề nha. Chùm nho, trái táo. Wow, bóp dáng mày nhỏ quá. Búp bê con chuối nhỏ. Cố lên. Ồ, không sao, không sao. Ho, rất tốt, rất tốt. Cố lên. Ồ, được, cầm lấy hoa quả. Wow, ấy dù, xuống xe rồi cầm. Cũng tốt, cũng tốt. An toàn. Bóc dáng bằng nhỏ quá. Nhưng bạn rất dũng cảm. Như vậy đúng rồi. Đúng, tiếp tục cầm. Như vậy tốt quá. Đúng. Wow, được. Thoáng cái đau hóa được rồi. Giỏi. Tốt. Cố lên. Cố lên. Ê, wow, được. Như vậy được. Hả? Còn nữa không? Đúng, đúng, đúng. Ờ, đúng rồi. Wow, tao rất thâm phục bạn. Bạn thật giỏi. Wow, tốt, đến đích rồi. Đặt hoa quả xuống. Như này, đã đến được thử thách thứ nhất. Nhanh đến cứu tôi. Thử thách thứ hai, đại tập hợp trứng màu. Nhanh chóng giúp gà mẹ tìm trứng báu vật. Tìm được 5 quả trứng chính xác, mở hòm thư ra là qua thử thách. Nhưng mà nếu mà tìm sai thì trứng báu vật sẽ biến mất đó nha. Giúp gà mẹ tìm được trứng gà đúng. Giật mình. Đúng. Đúng rồi, quay rồi. Đúng rồi, đừng sợ. Tốt. Giỏi lắm. Bình tĩnh. Không sao. Đúng rồi mà, tìm được rồi mà. Được. Đúng. Này, mày xem đi, tuyệt vời quá. Đây, càng ngày càng rõ. Được. Tìm được đúng trứng rồi, đặt nó lên. Ui, rất là tốt. Ngôi sao. Đặt lên đi. Kéo cờ lên, bạn đã vượt qua được thử thách thứ hai. Thử thách thứ ba, chú cừu nhỏ qua sông. Hãy đưa chú cừu nhỏ đến bên kia bờ sông. Cừu mẹ đang chờ đợi các con qua sông thành công. Bạn có thể có được mặt nạ vua sói, ngăn chặn sói già gian ác làm loạn. Cừu xám nhỏ muốn qua sông. Ây dù, ném một tay à. Được không? Ném một tay được không? Vậy vậy vậy. Ây dù. Bay thấp trên không, bay ngang. Tiếp theo cái nữa. Thật ra nhìn cũng rất là đẹp ha. Rất tuyệt. Đúng rồi, đi qua cầu. Đó. Xem đã cầm được chưa. Cầm được rồi. Mặt nạ vua sói. Bạn đã trở thành ngày hôm nay tiểu dũng sĩ. Đáng yêu. Hả?
Wow. Nhấc nó lên, nhấc nó lên. Yeah. Tôi không dám nữa đâu. Cảm ơn bạn thắng tích tắc. Cảm ơn. Bye bye. Tạm biệt. Hey, bà nội, cứ để ở chỗ bà trước đã nhé. Được thôi. Ê, vì sao lại để ở chỗ số bà chứ? Cửa hàng trưởng người Mái nói món quà đã tặng thì không nên trả lại cho người tặng nữa. Ồ, thế hả cháu? Còn nữa, qua lưu chưa xem. Để chút nữa nếu cậu ấy đến, có thể xem ạ. Tốt quá đi. Cháu nhớ không, hôm nay lúc đầu Sala tặng cho thuyền trưởng người máy một con búp bê. Thuyền trưởng người máy tặng cho Sala một cuốn sách. Sau đó Sala tặng sách cho bà. Bà lại tặng cuốn sách đó cho thuyền trưởng tiểu quái thú. Không ngờ Linh Linh, Chi Chi đều đã xem cuốn sách. Cuối cùng Chi Chi còn mang cuốn sách đó đến cho cửa hàng trưởng người máy xem. Bà nói ơi, cháu muốn ăn điểm tâm. Được thôi, nhưng trước khi ăn điểm tâm, chúng ta cần nói gì đó với tất cả các bạn lớn, các bạn nhỏ và các bạn muốn tặng quà, trao đổi quà cho bạn bè. Nói gì nhỉ? Tạm biệt. Suối cua hờ nhì số zài jiàn bình chì lìn yì chì suó拜拜，祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。水果和你说再见，冰淇淋一起说拜拜。笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。水果和你说再见，冰淇淋一起说拜拜拜拜拜拜拜拜，祝你笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。